Linh Chi xin chào cả nhà nha. Mà từ bữa tối nay không ai đi săn bắt cái gì hết nha cả nhà, vì mấy cái ao nó bị sạt lở hết trơn rồi cả nhà, nên mình ở nhà mình làm lại. Cái ao nó cái bự thì hầm voi, cái nhỏ thì nó đi với con mắm dưới luôn. Nên mình có được 6 cái lợp này nha cả nhà, cái lợp bữa nè. Hôm nay mình đặt dưới bến nè, ra đó nha. Đây mình đặt ra xong rồi đây nè. Giờ nước cũng vừa mới lớn rồi, nó cũng nước sớm rồi nha. Đặt cái lạch này bên cũng thấy mấy củ đào nha cả nhà. Đó, cả nhà coi cái bờ nó sạt nè, nước mẹ này. Đó, đi gọt mắm xuống đây luôn rồi nó bể rồi. Nè, mình mới đắp lại hôm qua được con miếng đó, nó hổng xuống vậy luôn này, chụp xuống luôn cái bờ mình hổng, nó cao lên, cao lên tới đó đó, khoảng cái bực đó đó mà nó xuống nay xuống tới đây nè, mắm rồi ra hết rồi. Đây mình thấy được mớ của đào luôn rồi, mình muốn nó sụp xuống đây luôn. Trời ở trên đó người ta xả cả nhà, đó có cái ào người ta háo này xả riết rồi, dưới đây chịu nổi đó, bờ đó nó cũng trời đó nó cũng sạt luôn đó, cua đào mấy đó cả nhà. Giờ mình cột mồi nha, mồi mình cháo cái nước giờ cũng lớn rồi, quấn dưới đây nha. Thấy mấy được mấy cua đào gần đây quýnh thử thì có nghe, ngang nước chóm cũng không có săn bắt thì được, nhà đắp cái ao lại không lỡ cả nhà. Này mình thấy có đống bà đây, cái hang nó đào rồi cả nhà ha, đặt xuống dây chỉ thôi, nó có hai cái ao rồi, không có cái nào vững hết, đặt được mớ cừ rồi. Kè bé trong rồi nữa, cái này cắm cừ mình đắp bấy cũng hỏng xuống như này, mới đắp hôm qua mình, cái này thì mình ráng đắp mình nha, chứ mướn 500.000 ngày 5 tiếng nha. Nên là không có vốn nên mình ráng đắp từ 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 đó, hỏng đắp cao lên nè, đây nó sạc xuống vậy nữa. Đó, để mới cười đang cắm làm từ từ, từ từ nó cũng xong, đang mới cười nữa. Nói xuống đây mình đặt cho nha, đó đẹp hết rồi, đây là đặt lây dài vô trống nha cả nhà, chụp xuống tùm lum hết rồi. Cái dây tới rồi không chịu rinh cái rọ lên đi, mình đói luôn. Anh coi dây đây, cua đào đây, xuống đây mình đọc một cái nữa chứ đừng mua nữa. Thôi về trong đó đó,
mình cá nữa cả nhà, dài lên trên đó nha. Quá vậy đây chưa mình cá nha. Đây còn hai cá này nữa nha cả nhà. Rồi mình đặt trong quá trình mình đặt bốn cái kia rồi, còn hai cái này, hai cái này mình không có quay nha cả nhà. Hai cái này giờ mình đặt cũng y vậy luôn. Hai cái này mình làm mình không có quay, quay mất thời gian của cả nhà nha, nên mình đặt xuống bốn cái rồi, nãy có quay cho cả nhà xem rồi nha. Khi chở đảo mình mới có bỏ hai cái rập với đường mua này nha cả nhà. Anh kéo hơi có con nào. Cái này nữa rồi cả nhà. Wow. Con. Ok. Con giò luôn cả nhà. Đây cả nhà. Càng ngọt quá. Vô đây nó ăn ngầu quá. Chưa gì nó ăn đứt rồi. Hôm nay mình cột hai lớp. Wow. Trâu rồi nhảy. Trâu rồi xong rồi nha. Nghỉ mát chút xíu. Mình đem qua đây hai cần. Em đây hai cần gặp nha, ngoài kia quýnh bệnh mới được con. Rồi bọc cái gắt luôn con vào. Kéo cái nữa coi nha. Nay đi có mình à, mình nên khó làm. Gặp này thôi cầm máy chứ không làm được cả nhà. Còn nữa cả nhà. Gắm
hết mồi luôn. Ngon chắc lên nè. Đây. Cái xo. Kéo cái này à, cái này nè. Cái lộp hai đầu nha cả nhà. Chứ phải là rập nha. Rồi, thật lớn. Này vốn nó hoài chứ có gì cả nhà. Mấy cái rồi, 5 cái. Giờ mình bố lại cái này. Hôm mấy cái bẫy như này cái này. Bẫy đi cùng luôn. Một cái bẫy đây. Rồi, được lớp rồi nha. Kỳ rồi, nó có ăn đây mà sao không có dính ta. Nó ra. Nó nhỏ ra quá cả nhà. Trời ơi, vậy là được lớp một cái rồi. Để cạn nó ra cả nhà ơi. Này cái này nè. Ủa, cái đó vậy chắc cũng ra luôn quá. Cạn vẫn ra. Chết luôn. Này nó có ăn mà sao kiểu không chín nè. Kỳ ta. Ra cái ra cái hôm này hơi bự quá nha. Hôm này phải kéo giãn lên nữa. Hôm bự nó ra. Cua nhỏ là ra cái nha. Hai cá trước lơ rồi. Đó là cá thứ ba. Mong là kiếm được còn hai con nha. Đào lỗ mình luôn nha. Vậy cá này. Đặt con nó không vô cả nhà, nó vô cũng bự. Rồi, cất lớp luôn. Ăn mồi về ra. Có ăn mà nó ra cả nhà ơi. Rồi. Cái nữa. Nè, nó ăn mồi nè cả nhà. Có ăn mồi mà không dính. Cua là cua nhỏ. Để con này ta. Okay. Cái con cả nhà, wow. Nhờ cái đầu cống đựng con. Con được bự ghê. Wow. Có lấy. Cô bự nó mới vô, cô nhỏ nó không vô cái này. Đó được con đó. Để ra đây rồi mình thu lại từ từ. Hai cua nhỏ nhỏ gì con mà nó không vô. Đào cũng nhiều cơ chứ. Này rất đặt rõ rồi nó mới vô cái nè. Rõ quá thì nó vô được, nó ra không được. Còn cái này nó cạn là nó ra, nhỏ nó ra. Mong là ok rồi.
Chà, wow, wow, ba con. Con cục cái cú rồi cả nhà. Lượng cái cú. Nè, cái xẹp cú nè cả nhà. Còn lý nha. Ba chú cá rô. Đẹp đi. Nè cả nhà, cú cho bá luôn. Bà con. Wow. Hoài gì có lý nha. Cái này hôm trời không có ai đặt cái nha. Ăn mấy ý chút rồi. Thì là có cua nha. Vòng 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 đây. Mình sáng thấy nó đào. Phát đó mình thấy nó đào. Mình quýnh. Đây còn cái nữa cả nhà. Cái này xong nha. Xong rồi. Mong là cái này ok rồi. Wow. Hai con nữa cả nhà. Con này đừng con cái so với con kia một càng được có lý đây tối nha cả nhà. Đây một con rồi con này chắc con giò cả nhà. Cái cụt con nó ăn nó ra hết cả nhà. Bự nó vô chứ cụt con nó ra hết. Nhỏ nó ra. Dạ. Đây. Đây là được ba con nha cả nhà. Cái cú này là vô địch thiên hạ. Đây để mình trâu nha cả nhà. Bắt nó ra, bắt nó ra, bắt nó ra. Trâu nha cả nhà. Chạy. Rồi. Dọn đây không ạ? Ba. Ba con cái nha. Hơn quá. Đây.
cây gấm. Mấy bữa nay không có đi lậu cả nhà, quấn vòng vòng đây chẳng đắp cái ao đó luôn, ao đẳng đó. Cô cái càng ngộ ghê coi nè. À. Cháu ngộ ghê. Ồ cái đẹp. Ngon quá. Xịp cú, xịp cú. Cú nó đỏ lòm rồi nha. Có gạch chứ. Ừ, có gạch rồi cả nhà. Có gạch à, ngon quá. Quá ngon luôn. Đây cả nhà, được con cua đực này nữa nè. 6 con. Tất cả là nhỏ lớn là 6 con. Cua này nhảy dần kè, cua ở trong ao ra thôi. Rồi. 6 con như như 2 con. Rồi bỏ con nhỏ thôi nha. Đây đắp bò đây nữa chưa. Bò con nhỏ kêu. Trời ơi. Quá wow, kiếm được coi. Đây nó bò đây. Nó kêu coi nha. Rồi nó bò xuống đây. Chỗ này quật đây. Nãy giờ nó đắp không? Rồi chắc nó bò xuống đạch luôn quá. Uống kìa. Bò xuống đây nó mắc luôn cả nhà. Còn nước nó đi luôn rồi. Nãy giờ kiếm không được. Không thấy cái giò đó trơn. Kiếm thì được kiếm. Rồi, mắc luôn cả nhà. Đó, đắp bò của bò đây không ai. Em bố đắp bò luôn. Vá đây cả nhà. Một con. 6 con rồi, rớt không con rồi. 2 con. 3 con. 4 con. Cú gặp bảy con, 5 con, 6 con, mấy rớt hơn con, hai con này sáng quấn gặp đi. Kết thúc video đây nha. Chào tạm biệt các nhà nha.
và hãy hay cho like và đăng ký nha cả nhà, nhớ chia sẻ nhiều nhiều nha cả nhà. Lớp hình con uống rồi, lớp con không làm mấy à, cái gớm chặt đều.